9. Chỉ định cách dàn xếp một sự tranh tụng. 672. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi hai cách dàn xếp. Bằng cách hành xử luật với sự hiện diện và bằng cách thuận theo số đông nếu sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không áp dụng được một cách dàn xếp là thuận theo số đông thì có thể được lắng dịu bằng một cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện hay không nên trả lời rằng có thể như vậy là thế nào này các tỳ khưu trường hợp các tỳ khưu tranh cãi rằng đây là pháp hoặc đây không phải là pháp, hoặc đây là luật, hoặc đây không phải là luật, hoặc điều ấy đã được đấng thiện thể thuyết giảng và nói đến, hoặc điều ấy đã không được đấng thiện thể thuyết giảng và nói đến, hoặc điều ấy đã được đấng thiện thể thực hành, hoặc điều ấy đã không được đấng thiện thể thực hành, hoặc điều ấy đã được đấng thiện thể quy định hoặc điều ấy đã không được đấng thiện thể quy định hoặc điều ấy là phạm tội hoặc điều ấy là không phạm tội hoặc điều ấy là tội nhẹ hoặc điều ấy là tội nặng hoặc tội còn dư sót hoặc tội không còn dư sót hoặc tội xấu xa hoặc tội không xấu xa này các tỳ khưu nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại. Trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. Và ở đây sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của luật là gì? giới pháp nào giới luật nào giới lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi giới vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Nếu vị gửi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội mươi 673 Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy tại trú xứ ấy. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên đi đến trú xứ có nhiều tỳ khưu hơn. Này các tỳ khưu, trong lúc đang đi trên đường đến trú xứ kia, nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện? Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của pháp, sự hiện diện của luật, sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại, trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của luật là gì? Giới Pháp nào, giới luật nào, giới lời giảng dạy nào của Bậc Đạo Sư, sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi với vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Nếu vì gửi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội Pachitiya. 674 Này các tỳ khưu, trong lúc đang đi trên đường đến trú xứ kia, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Này các tỳ khưu, sau khi đi đến trú xứ kia các tỳ khưu ấy nên nói các tỳ khưu thường trú như vậy này các đại đức sự tranh tụng này đã sanh khởi như vậy đã diễn tiến như vậy lành thay xin các đại đức hãy giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như thế sự tranh tụng này có thể được giải quyết tốt đẹp này các tỳ khưu nếu các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và các tỳ khưu đi đến là kém thâm niên này các tỳ khưu các tỳ khưu thường trú nên nói với các tỳ khưu đi đến như vậy này các đại đức các vị hãy sang một bên trong chốc lát để chúng tôi còn hội ý này các tỳ khưu nếu các tỳ khưu thường trú kém thâm niên và các tỳ khưu đi đến là thâm niên hơn này các tỳ khưu các tỳ khưu thường trú nên nói với các tỳ khưu đi đến như vậy này các đại đức như vậy thì xin các vị hãy chờ tại đây trong chốc lát để chúng tôi còn hội ý này các tỳ khưu nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên như vậy chúng ta không thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư được các tỳ khưu thường trú không nên nhận lãnh sự tranh tụng ấy này các tỳ khưu nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên như vậy chúng ta có thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư này các tỳ khưu các tỳ khưu thường trú ấy nên nói với các tỳ khưu đi đến như vậy này các đại đức nếu các vị trình bày cho chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế nào chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư theo cách sẽ được giải quyết tốt đẹp như vậy chúng tôi sẽ nhận lãnh sự tranh tụng này này các đại đức nếu các vị không trình bày cho chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế nào chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư theo cách sẽ không được giải quyết tốt đẹp như vậy chúng tôi sẽ không nhận lãnh sự tranh tụng này này các tỳ khưu sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy các tỳ khưu thường trú nên nhận lãnh sự tranh tụng ấy này các tỳ khưu các tỳ khưu đi đến ấy nên nói với các tỳ khưu thường trú như vậy chúng tôi sẽ trình bày cho các đại đức sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế nào nếu các đại đức có thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư trong giới hạn chừng ấy hoặc chừng ấy như thế sự tranh tụng sẽ được giải quyết tốt đẹp như vậy chúng tôi sẽ giao phó sự tranh tụng này cho các đại đức nếu các đại đức không thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư trong giới hạn chừng ấy hoặc chừng ấy như thế sự tranh tụng sẽ không được giải quyết tốt đẹp như vậy chúng tôi sẽ không giao phó sự tranh tụng này cho các đại đức chính chúng tôi sẽ là người chủ trì sự tranh tụng này này các tỳ khưu sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy các tỳ khưu đi đến nên giao phó sự tranh tụng ấy cho các tỳ khưu thường trú này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? Nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện? Sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp, sự hiện diện của luật, sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng, gửi sự tùy thuận đã được đem lại. Trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì giới pháp nào giới luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi giới vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội pachitia ưng đối trị nếu vị gửi thỏa thuận phê phán vị phê phán phạm tội pachitia 675 Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy phán xét sự tranh tụng ấy, nếu các lời bàn cãi bất tận được sanh khởi nhưng không lời phát biểu nào có ý nghĩa. Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết sự tranh tụng như thế ấy theo lối đại biểu. Theo lối đại biểu, cần chỉ định vị tỳ khưu hội đủ 10 điều kiện là vị có giới hạnh sống thu thúc theo sự thu thúc của giới bổn patimokkha thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ thấy được sự nguy hiểm trong những tội lỗi nhỏ nhặt thọ trì và thực hành theo các điều học là vị nghe nhiều nắm giữ và tích lũy các điều đã được nghe các pháp nào là tốt đẹp phần đầu tốt đẹp phần giữa tốt đẹp phần cuối thành tựu về ý nghĩa Hành tựu về phân tự giảng giải về Phạm Hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ các pháp có hình thức như thế được vị ấy nghe nhiều ghi nhớ ôn đọc ra lời dùng trí quán sát dùng tri kiến phân tích cả hai bộ giới bổn Patimokha đã khéo được truyền thừa giới chi tiết đến vị ấy khéo được phân tích khéo được ứng dụng khéo được xác định theo từng điều học theo từng từ ngữ, là vị tinh xảo về luật không có bối rối, là vị có năng lực làm cho cả hai phe đối địch của sự kiện phải tin tưởng, phải suy nghĩ lại, làm cho hiểu được, làm cho thấy được và làm cho hoan hỷ. Khéo léo giải quyết sự tranh tụng đã được diễn tiến. Vị hiểu biết sự tranh tụng, hiểu biết nguyên cớ của sự tranh tụng, hiểu biết sự chấm dứt của sự tranh tụng hiểu biết đường lối thực hành để chấm dứt sự tranh tụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ khưu hội đủ 10 điều kiện này. 676 Và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi trong khi chúng ta phán xét sự tranh tụng này các lời bàn cãi bất tận được sinh khởi nhưng không lời phát biểu nào có ý nghĩa nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vầy và tên như vầy để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi bất tận được sanh khởi, nhưng không lời phát biểu nào có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên vị tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy đã được hội chúng chỉ định để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy 677. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? Nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện? sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì với pháp nào với luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi với vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội pachitia ưng đối trị 678. Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng ấy, nếu ở đó có vị tỳ khưu là pháp sư, nhưng kiến thức của chính vị ấy không được truyền thừa, không biết sự phân tích về giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch chư đại đức xin hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu tên như vậy là pháp sư nhưng kiến thức của chính vị ấy không được truyền thừa không biết sự phân tích về giới bổn vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức chúng ta nên loại ra vị tỳ khưu tên như vậy và những người còn lại chúng ta sẽ giải quyết sự tranh tụng này này các tỳ khưu nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể giải quyết sự tranh tụng ấy này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì với pháp nào với luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật. Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị ấy. Cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội Pachitiya đối trị. 679 Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng ấy. Nếu ở đó có vị tỳ khưu là Pháp Sư, bởi vì kiến thức của vị ấy được truyền thừa, nhưng không biết sự phân tích về giới bổn. Vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa, lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy là pháp sư, bởi vì kiến thức của vị ấy được truyền thừa nhưng không biết sự phân tích về giới bổn. Vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa, lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức chúng ta nên loại ra vị tỳ khưu tên như vậy và những người còn lại chúng ta sẽ giải quyết sự tranh tụng này. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? Nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì với pháp nào với luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi với vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế. Vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 680 Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy theo lối đại biểu. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên giao lại sự tranh tụng ấy cho hội chúng bạch các ngài chúng tôi không thể giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu chính hội chúng hãy giải quyết sự tranh tụng này này các tỳ khưu ta cho phép giải quyết thuận theo số đông sự tranh tụng có hình thức như thế cần chỉ định vị phân phát thẻ là vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích không thể bị chi phối bởi sự sân hận không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi và vị biết thẻ đã được nhận hay không được nhận. Dày này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng. Hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị phân phát thẻ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ khưu tên như vậy là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý về chỉ định tỳ khưu tên như vậy là vị phân phát thẻ xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Vị tỳ khưu phân phát thẻ ấy nên phân phát các thẻ. Trường hợp các tỳ khưu là các vị nói đúng pháp, có số lượng nhiều hơn. Phát biểu nên giải quyết như thế nào thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết như thế ấy này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và thuận theo số đông và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại. Trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của luật là gì? Giới Pháp nào, giới luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi với vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là liên quan đến thuận theo số đông Điều nào là sự hiện diện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự thuận theo số đông. Ở đây, điều ấy là liên quan đến thuận theo số đông. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội Pachitiya ưng đối trị. Nếu vị gợi thỏa thuận phê phán vì phê phán phạm tội mươi 681 Vào lúc bấy giờ, ở Savatthi có sự tranh tụng đã sanh khởi như vậy, đã diễn tiến như vậy. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy không hài lòng về lối giải quyết tranh tụng của hội chúng ở Savatthi và đã nghe rằng Nghe nói ở trú xứ kia có nhiều trưởng lão cư ngụ là các vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa rành rẽ về pháp rành rẽ về luật rành rẽ về các đầu đề là các bậc trí tuệ có khả năng thông minh khiêm nhường có hối hận ưa thích sự học tập nếu các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp sau đó các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão ấy điều này thưa các ngài sự tranh tụng này đã sinh khởi như vậy đã diễn tiến như vậy thưa các ngài lành thay các trưởng lão hãy giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp khi ấy các trưởng lão ấy nghĩ rằng sự tranh tụng đã được hội chúng ở Savatthi giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp. Rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy y như thế. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội chúng ở Savatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều vị trưởng lão và đã nghe rằng nghe nói ở trú xứ kia có ba vị trưởng lão cư ngụ là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là các bậc trí tuệ, có khả năng thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư, như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp. Sau đó các Tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão ấy điều này thưa các ngài sự tranh tụng này đã sinh khởi như vậy đã diễn tiến như vậy thưa các ngài lành thay các trưởng lão hãy giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp khi ấy các trưởng lão ấy nghĩ rằng sự tranh tụng đã được hội chúng ở Savatthi giải quyết như thế ấy. Sự tranh tụng đã được nhiều vị trưởng lão giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp, rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy y như thế. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội chúng ở Savatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của ba vị trưởng lão và đã nghe rằng nghe nói ở trú xứ kia có ba vị trưởng lão cư ngụ là vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa rành rẽ về pháp rành rẽ về luật rành rẽ về các đầu đề là các bậc trí tuệ có khả năng thông minh khiêm nhường có hối hận ưa thích sự học tập nếu các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp sau đó các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão ấy điều này thưa các ngài sự tranh tụng này đã sinh khởi như vậy đã diễn tiến như vậy thưa các ngài lành thay các trưởng lão hãy giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp khi ấy, các trưởng lão ấy nghĩ rằng sự tranh tụng đã được hội chúng ở Savatthi giải quyết như thế ấy. Sự tranh tụng đã được nhiều vị trưởng lão giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy y như thế. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội chúng ở Savatthi. Không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hai vị trưởng lão và đã nghe rằng nghe nói ở trú xứ kia có ba vị trưởng lão cư ngụ là các vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa rành rẽ về pháp rành rẽ về luật rành rẽ về các đầu đề là các bậc trí tuệ có khả năng thông minh khiêm nhường có hối hận ưa thích sự học tập nếu các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp sau đó các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão ấy điều này thưa ngài sự tranh tụng này đã sanh khởi như vậy đã diễn tiến như vậy thưa ngài lành thay ngài trưởng lão hãy giải quyết sự tranh tụng này theo pháp theo luật theo lời dạy của bậc đạo sư như thế, sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp. Khi ấy, vị trưởng lão ấy nghĩ rằng, sự tranh tụng đã được hội chúng ở Savatthi giải quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được nhiều vị trưởng lão giải quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được ba vị trưởng lão giải quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được hai vị trưởng lão giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy y như thế. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội chúng ở Savatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều vị trưởng lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của ba vị trưởng lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hai vị trưởng lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của một vị trưởng lão nên đã đi đến gặp đức thế tôn sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu sự tranh tụng này đã được dứt điểm đã được yên lặng đã được giải quyết đã được giải quyết tốt đẹp này các tỳ khưu vì sự nhận thức rõ ràng của các tỳ khưu ấy ta cho phép ba cách phân phát thẻ lối kín đáo sự nói nhỏ vào tai lối công khai và dạ này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối kính đáo? Vị tỳ khưu phân phát thẻ nên làm các thẻ khác nhau, rồi đi đến gặp từng vị tỳ khưu một và nên nói như vậy. Thẻ này là cho vị nói như vậy. Thẻ này là cho vị nói như kia. Đã đức thích cái nào thì nhận cái ấy. Kỳ giao nên nói rằng, và chớ cho bất cứ ai thấy. Nếu vị ấy biết rằng các vị nói sai pháp là nhiều hơn, nên thâu hồi lại nói rằng các thẻ bị lấy lầm lẫn. Nếu vị ấy biết rằng các vị nói đúng pháp là nhiều hơn, nên công bố rằng các thẻ được nhận lấy tốt đẹp. Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối kính đáo. Giờ này các tỳ khưu Thế nào là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai? Vị tỳ khưu phân phát thẻ nên nói vào tai của từng vị tỳ khưu một rằng Thẻ này là cho vị nói như vậy, thẻ này là cho vị nói như kia. Đã đức thích cái nào thì nhận cái ấy. Khi giao nên nói rằng Và chớ nói cho bất cứ ai. Nếu vị ấy biết rằng các vị nói sai pháp là nhiều hơn, nên thâu hồi lại nói rằng các thẻ bị lấy lầm lẫn. Nếu vị ấy biết rằng các vị nói đúng pháp là nhiều hơn, nên công bố rằng các thẻ được nhận lấy tốt đẹp. Này các Tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai. Giờ này các Tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối công khai? nếu vị ấy biết rằng các vị nói đúng pháp là nhiều hơn chính nhờ vào sự quả quyết nên phân phát thẻ bằng cách phân phát thẻ theo lối công khai này các tỳ khưu như vậy là cách phân phát thẻ theo lối công khai này các tỳ khưu đây là ba cách phân phát thẻ 682 sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp. Bằng cách hành xử luật với sự hiện diện, bằng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ, bằng cách hành xử luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy. 683. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không áp dụng được hai cách dàn xếp là cách hành xử luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện và cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ hay không nên trả lời rằng có thể như vậy là thế nào này các tỳ khưu trường hợp các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ nên được ban cho. Và này các tỳ khưu nên ban cho như vậy. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng rồi ngồi chồm hổm chấp tay lại và nên nói như vậy bạch các ngài các tỳ khưu bôi nhỏ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ bạch các ngài là người được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ nên cầu xin đến lần thứ nhì nên cầu xin đến lần thứ ba 684. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu tên như vậy, với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Vì ấy, cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp, cho hội chúng. Hội chúng nên ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu tên như vậy với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ vì ấy, cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì, bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu tên như vậy với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ là người được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ vì ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khu bôi nhọ vị tỳ khu tên như vậy với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Vì ấy, cầu xin hội chúng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho vị tỳ khưu tên như vậy là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại. Trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của luật là gì? Giới Pháp nào, giới luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị khiển trách và vị bị vị ấy khiển trách cả hai phe đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ điều nào là sự thực hiện sự hành động sự đạt đến sự thỏa thuận sự chấp nhận sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử luật bằng sự ghi nhớ ở đây điều ấy là ở trong cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội Pachitiya ưng đối trị. Nếu vị gửi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội mươi 685 Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không áp dụng được hai cách dàn xếp là cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ và theo tội của vị ấy, thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện và cách hành xử luật khi không điên cuồng hay không? Nên trả lời rằng, có thể. Như vậy là thế nào? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính các tỳ khưu buộc tội vị ấy giới tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. này đại đức hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? vị ấy nói như vậy. này các đại đức tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. tôi không nhớ được điều ấy điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng mặc dầu được vị ấy nói như vậy các vị vẫn khiển trách rằng này đại đức hãy nhớ là có phạm tội như thế này không này các tỳ khưu nên ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị tỳ khưu ấy khi không điên cuồng và này các tỳ khưu nên ban cho như vậy này các tỳ khưu vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng đắp thượng y một bên vai, đảnh lệ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chấp tay lại và nên nói như vậy. Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính này đại đức hãy nhớ là có phạm tội như thế này không tôi nói như vậy này các đại đức tôi đã bị điên đã bị thay đổi tâm tính nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên bị thay đổi tâm tính tôi không nhớ được điều ấy điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng mặc dầu được vị ấy nói như vậy các vị dẫn khiển trách rằng "Này đại đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không?" Bạch các ngài giờ không điên cuồng, tôi đây cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Nên cầu xin đến lần thứ nhì, nên cầu xin đến lần thứ ba. 686. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Vị ấy nói như vậy. Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng. Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng, Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? giờ không điên cuồng, vì ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến vị tỳ khưu tên như vậy khi không điên cuồng. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên bị thay đổi tâm tính các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên bị thay đổi tâm tính này đại đức hãy nhớ là có phạm tội như thế này không vị ấy nói như vậy này các đại đức tôi đã bị điên đã bị thay đổi tâm tính nhiều việc không xứng là sao môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng. Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: Này đại đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Giờ không điên cuồng, vị ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến Tỳ Khưu Tên như vậy, khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến Tỳ Khưu Tên như vậy, khi không điên cuồng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Này đại đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Vị ấy nói như vậy. Này các đại đức, tôi đã bị điên đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng. Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Giờ không điên cuồng, vị ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khâu tên như vậy, khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khâu tên như vậy, khi không điên cuồng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Vị ấy nói như vậy. Này các Đại Đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng. Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: Này đại đức, hay nhớ là có phạm tội như thế này không? Giờ không điên cuồng, vị ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên như vậy khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên như vậy khi không điên cuồng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Vị ấy nói như vậy. Này các Đại Đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng. Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: Này đại đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Giờ không điên cuồng, vị ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên như vậy, khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên như vậy, khi không điên cuồng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Vị ấy nói như vậy. Này các Đại Đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi điên cuồng. Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng, Này Đại Đức, hãy nhớ là có phạm tội như thế này không? Giờ không điên cuồng vì ấy cầu xin hội chúng cách hành xử luật khi không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên như vậy khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên như vậy khi không điên cuồng, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên cách hành xử luật khi không điên cuồng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên như vậy, khi không điên cuồng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? Nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và cách hành xử luật khi không điên cuồng. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện? Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của pháp, sự hiện diện của luật, sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại trong khi hiện diện các vị không phản đối ở đây điều ấy là sự hiện diện của hội chúng và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì giới pháp nào giới luật nào giới lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi với vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật khi không điên cuồng điều nào là sự thực hiện sự hành động sự đạt đến sự thỏa thuận sự chấp nhận sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử luật khi không điên cuồng ở đây điều ấy là ở trong cách hành xử luật khi không điên cuồng này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội pachitia ưng đối trị nếu vị gửi thỏa thuận phê phán vị phê phán phạm tội mươi 687 Nếu sự tranh tụng liên quan đến kiện trách không áp dụng được hai cách dàn xếp là cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ và cách hành xử luật khi không điên cuồng, thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện và theo tội của vị ấy hay không? nên trả lời rằng có thể. Như vậy là thế nào? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu buộc tội vị tỳ khưu khác giữa hội chúng với tội nặng. Đại đức có nhớ là đã phạm tội nặng như thế này là tội parajika hoặc gần với tội parajika không? Vị ấy nói như vậy. Này đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội nặng như thế ấy là tội Parasica, hoặc gần với tội Parasica. Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa. Này Đại Đức, hãy suy xét thật kỹ lưỡng, xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội Parasica, hoặc gần với tội parajika không? Vị ấy nói như vậy, Này Đại Đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế ấy, là tội Parasica, hoặc gần với tội Parazika, tôi chỉ nhớ là đã phạm tội nhỏ nhoi như thế ấy. Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa. Này đại đức, hãy suy xét thật kỹ lưỡng, xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội Parazika hoặc gần với tội Parazika không? Vị ấy nói như vậy. Này đại đức, bởi vì khi đã phạm tội ấy cho dầu là nhỏ nhoi, tôi sẽ thú nhận dầu không được hỏi đến. Khi đã phạm tội nặng như thế ấy là tội Parasica, hoặc gần với tội Parasica, không lẽ tôi lại không thú nhận khi được hỏi đến hay sao? Vị kia nói như vậy. Này Đại Đức, bởi vì khi đã phạm tội ấy, mặc dù là nhỏ nhoi, Đại Đức sẽ không thú nhận khi không được hỏi đến. Thì khi đã phạm tội nặng như thế ấy, là tội Parasica, hoặc gần với tội Parasica. Không lẽ Đại Đức lại thú nhận khi không được hỏi đến? Này Đại Đức, hãy suy xét thật kỹ lưỡng xem thử, có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội Parasica, hoặc gần với tội Parasica không? Chị ấy nói như vậy. Này Đại Đức, tôi nhớ ra là đã phạm tội như thế ấy, là tội Parasica, hoặc gần với tội Parasica. Điều tôi nói rằng tôi không nhớ là đã phạm tội như thế ấy, là tội parajika hoặc gần với tội parajika là nói đùa, là nói cho có nói. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy nên được ban cho tỳ khưu ấy. 688. Và này các tỳ khưu nên thực thi như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy. Trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng, đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khu tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng, đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. Hội chúng thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu tên như vậy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng, đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. Hội chúng thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khu tên như vậy? Xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng, đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. Hội chúng thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu tên như vậy. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu tên như vậy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Hành sự theo tội của vị ấy đã được hội chúng thực thi đến tỳ khưu tên như vậy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và theo tội của vị ấy và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại. Trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của luật là gì? Giới Pháp nào với luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị tranh cãi vị tranh cãi với vị ấy cả hai phe đối địch của sự kiện đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong cách giải quyết theo tội của vị ấy điều nào là sự thực hiện sự hành động sự đạt đến sự thỏa thuận sự chấp nhận sự không phản đối thuộc về hành sự theo tội của vị ấy ở đây điều ấy là ở trong cách giải quyết theo tội của vị ấy này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Nếu vị gửi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội mươi 689 Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp. Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi ba cách dàn xếp bằng cách hành xử luật với sự hiện diện, bằng việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và bằng cách dùng cỏ che lấp. 690 Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không áp dụng được một cách dàn xếp là cách dùng cỏ che lấp thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận hay không? Nên trả lời rằng có thể. Như vậy là thế nào? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội nhẹ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu khác, chấp thượng y một bên vai rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại và nên nói như vậy. Thưa đại đức tôi đã phạm tội tên như vậy tôi xin trình tội ấy vị kia nên nói rằng đại đức thấy được tội không thưa có tôi thấy được đại đức hãy thu thúc trong tương lai này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì với pháp nào với luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị khai báo tội và vị chứng minh vị ấy khai báo tội cả hai đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận điều nào là sự thực hiện sự hành động sự đạt đến sự thỏa thuận sự chấp nhận sự không phản đối thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận ở đây điều ấy là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận này các tỳ khưu khi đã được giải quyết như thế nếu vị ghi nhận tội khơi lại sự tranh tụng, vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Nếu vị ấy chấp nhận như thế, theo đó việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không chấp nhận như thế, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hõm chắp tay lại, và nên nói như vậy. Thưa các ngài, tôi đã phạm tội tên như vậy, tôi xin trình tội ấy. Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vì tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch Chư Đại Đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên như vậy, nhớ được, bộc lộ ra, nói ra bằng lời, trình ra sự phạm tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho Chư Đại Đức tôi nên ghi nhận tội của vị tỳ khưu tên như vậy vị ấy nên nói rằng đại đức thấy được tội không thưa có tôi thấy được đại đức hãy thu thúc trong tương lai này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì với pháp nào với luật nào với lời giảng dạy nào của bậc đạo sư sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị khai báo tội và vị chứng minh vị ấy khai báo tội cả hai đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối, thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận. Ở đây, điều ấy là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các tỳ khưu, khi đã được giải quyết như thế, nếu vị ghi nhận tội khơi lại sự tranh tụng, vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không chấp nhận như thế, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên dai, đánh lại ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồng hổm, chấp tay lại, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, tôi đã phạm tội tên như vậy tôi xin trình tội ấy hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu này tên như vậy nhớ được bộc lộ ra nói ra bằng lời trình ra sự phạm tội nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng tôi nên ghi nhận tội của vị tỳ khưu tên như vậy vị ấy nên nói rằng đại đức thấy được tội không thưa có tôi thấy được đại đức hãy thu thúc trong tương lai này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện. Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của pháp, sự hiện diện của luật, sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? Các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại. Trong khi hiện diện các vị không phản đối ở đây điều ấy là sự hiện diện của hội chúng và ở đây sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật là gì và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị khai báo tội và vị chứng minh vị ấy khai báo tội cả hai đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận điều nào là sự thực hiện sự hành động sự đạt đến sự thỏa thuận sự chấp nhận sự không phản đối thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận ở đây điều ấy là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. Nếu vị gửi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội Pachitiya. 691 Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không áp dụng được một cách dàn xếp là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp hay không nên trả lời rằng có thể như vậy là thế nào này các tỳ khưu trường hợp các tỳ khưu trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện này các tỳ khưu trong trường hợp ấy nếu các tỳ khưu nghĩ như vậy Chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi. Có nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế bằng cách dùng cỏ che lấp. Giờ này các tỳ khưu nên giải quyết như vậy. tất cả nên tụ hợp lại một chỗ. sau khi tụ hợp lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng này bằng cách dùng cỏ che lấp, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ một vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe nên thông báo đến phe của mình rằng bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư Đại Đức, tôi sẽ sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư Đại Đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư Đại Đức và vì sự lợi ích của tôi. Ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. 692 Rồi một vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của mình rằng Bạch Chư Đại Đức, xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư Đại Đức, tôi sẽ sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư Đại Đức và tội của tôi. Vì sự lợi ích của chính chư Đại Đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. 693. Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của chính các đại đức này và vì lợi ích của tôi. Ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Vì sự lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng, tội của chính các đại đức này và tội của tôi ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên các tội này của chúng tôi đã được sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy sau đó hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia rằng Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng. Tôi xin sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của chính các đại đức này và vì lợi ích của tôi. Ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sinh hoạt có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ đưa đến tranh cãi. Nhiều việc không xứng là sa môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta giải quyết lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lũng củng nội bộ, đưa đến bất hòa nội bộ và đưa đến chia rẽ nữa. Vì sự lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi tôi xin sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ đại đức nào đồng ý việc sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên các tội này của chúng tôi đã được sám hối bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy này các tỳ khưu điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết được giải quyết nhờ vào điều gì nhờ vào cách hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp và ở đây điều gì là ở trong cách hành xử luật với sự hiện diện sự hiện diện của hội chúng sự hiện diện của pháp sự hiện diện của luật sự hiện diện của nhân sự và ở đây sự hiện diện của hội chúng là gì các tỳ khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến. Sự tùy thuận của các vị xứng đáng gửi sự tùy thuận đã được đem lại, trong khi hiện diện các vị không phản đối. Ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của luật là gì? Giới Pháp nào, giới luật nào, với lời giảng dạy nào của Bậc Đạo Sư, sự tranh tụng ấy được giải quyết ở đây điều ấy là sự hiện diện của pháp là sự hiện diện của luật và ở đây sự hiện diện của nhân sự là gì vị khai báo tội và vị chứng minh vị ấy khai báo tội cả hai đều hiện diện ở đây điều ấy là sự hiện diện của nhân sự và ở đây điều gì là ở trong việc dùng cỏ che lấp điều nào là sự thực hiện sự hành động sự đạt đến sự thỏa thuận sự chấp nhận sự không phản đối thuộc về hành sự dùng cỏ che lấp ở đây điều ấy là ở trong việc dùng cỏ che lấp này các tỳ khưu nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế vị khơi lại phạm tội pachitia ưng đối trị nếu vị gửi thỏa thuận phê phán vị phê phán phạm tội pachitia 694 Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lắng dịu bởi một cách dàn xếp bằng cách hành xử luật với sự hiện diện. Dứt chương dàn xếp là chương thứ tư. Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Diệu Pháp số 72, Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08438 Website Diệu Pháp Âm .net, kênh youtube youtube.com xuyệt diệu pháp âm